Hôm nay, các thành viên phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 18 của Trung Quốc đã thực hiện một loạt nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Theo đó, các phi hành gia của Thần Châu 18 đã thực hiện các nhiệm vụ bao gồm bảo dưỡng thường xuyên, các bài tập huấn luyện và chụp ảnh toàn cảnh bên trong trạm Thiên Cung. Ngoài việc bảo dưỡng thiết bị, các phi hành gia còn tham gia khóa đào tạo mặt và cởi bộ đồ phi hành gia trong cabin. Đây là hoạt động cần thiết để duy trì các kỹ năng vận hành và nâng cao hơn nữa tốc độ phản ứng khẩn cấp cũng như sự khéo léo của phi hành gia trong môi trường không trọng lực. Được phóng lên vũ trụ vào ngày 25 tháng 4, tàu thần châu 18 mang theo 3 phi hành gia nhằm thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng, tập trung phát triển những tiến bộ của Trung Quốc trong hoạt động thám hiểm ngoài không gian.